Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã với kênh bán hàng của Thọ Đội Phóng nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 2 giúp em coi nhá. Ok. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng vang em vừa siêu tầm về xong. Một con vang Party House 780X, một dòng vang cực kỳ nổi tiếng các bác nhá. Cực kỳ nổi tiếng luôn. Con vang này thì nó được sở hữu một con chip analog device. Đấy. Đây. Và chất linh kiện của con này thì nó thật với các bác là nó đỉnh của đỉnh rồi. Đấy, ngay bây giờ em sẽ alo thử cho các bác nghe tiếng echo gì vào của nó luôn. Lên 1 2 6 7 lên. Đấy, vang nhà cực hay không nhá. Lên 6 7 2 3 4 5 6 7 lên 2 6. Cực mượt các bác nhá. Cực mượt luôn. Và bác nào thích chuyển được gì vật thì em chuyển cho các bác chế độ gì vật này. Bác nghe thử này. Lên 6 1 2 2 6 1 2 2 6 7 lên 6 7 1 2 2. Đây là một dòng vang có chất vang nhại cực mượt mà các bác nhá. Cực mượt mà luôn. Đầy đủ là đầy đủ các chức năng nào là chống ngũ này, lâng tiếng này, eco gì vặt rời các bác nhá. Phần mềm có đầy đủ cho các bác luôn. Và riêng dòng vang này thì nó lại cực dễ chỉnh các bác nhá. Đây là một dòng vang cực kỳ dễ chỉnh luôn. Đấy, và tiếng nhạc của nó cực hay luôn. Các bác nhìn sơ qua chất linh kiện của nó toàn bộ là linh kiện cao cấp các bác nhá. Toàn là tù nhôm cao cấp thôi. Rất là chất. Máy các bác nhìn nguồn to này. Đấy. Máy móc rất là chất. Ok thưa các bác. Chỉnh dễ, lưu dễ. Đấy, trong một lốt nhạc luôn. Phần mềm có đầy đủ cho các bác luôn. Ok dạ. Con này nó sẽ chung phần mềm với vang BF Audio Q3600H các bác nhá. Vang nhại hay. Đấy. Rất là chất. Các bác nhìn chưa? Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Máy móc thì con này thì có miễn chê rồi, dễ chỉnh, dễ chơi, eco hay, gì vật hay. Đầy đủ chức năng chống ngũ, nâng tiếng. Đấy, 3 mic sau cộng 12 mic trước. À 2 mic sau cộng 3 mic trước, tổng tất cả là 5 mic tất cả. Cổng chính, cổng phụ và cổng sen và cổng súp và có cả cổng thu âm luôn các bác nhá. Cả cổng thu âm. Và các bác nào hỏi là con này có cổng quang với Bluetooth không thì em trả lời con này không có cổng quang và cũng không có Bluetooth luôn. Nó ưu điểm của nó là dễ chỉnh hay, eco gì vật hay, dễ chỉnh, tiếng ngọt ngào, tiếng nhạc hay, to khỏe. Có cả chức năng nâng tiếng các bác nhá. Đấy. Một con vang Party House 780X như thế này bên em đang bán cho các bác giá là 1.400.000 đồng, bao ship và bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. 1.400.000 bao ship bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Ok chưa các bác? Đấy. Một dòng vang cực kỳ nổi tiếng, Party House nó quá nổi tiếng luôn các bác nhá. Đấy. 1.400.000 đồng bao ship bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Anh nào có nhu cầu thì gọi điện thoại trực tiếp cho cơ sở 2 giúp em có nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em.